Nhà ở xã hội là một vấn đề lớn trong phát triển đô thị tại bất kỳ một quốc gia nào. Bởi đơn giản, nó giải quyết nhu cầu chỗ ở cho đa số các thành phần dân cư trong xã hội. Nhất là tại các nước đang phát triển, người dân với thu nhập trung bình và thấp chiếm đa số. Việc tạo lập cuộc sống ổn định cho bộ phận dân cư này, vì thế luôn là vấn đề mang tính thời sự và giành được sự quan tâm đặc biệt của chính quyền. Tại đây, thông qua các chính sách hỗ trợ về tài chính, xã hội, các giải pháp thiết kế, quy hoạch và công nghệ, người ta nỗ lực hạ giá thành đến mức hợp lý nhất để đưa những nơi ở ổn định đến được với các nhóm dân cư kém khá giả trong xã hội. Xuất phát từ cơ sở đó, dự án nhà ở an sinh xã hội BKMEX là một nỗ lực không nhỏ để đóng góp tích cực cho tình hình phát triển chung của tỉnh nhà. Khu nhà an sinh xã hội BKMEX được quy hoạch theo tiêu chuẩn văn minh của một khu dân cư với mật độ xây dựng thấp. Đây là một quy hoạch mở nhằm cho phép sự mở rộng can thiệp trong quá trình phát triển đô thị. Các khoảng trống xanh được đưa vào hợp lý, tạo nên môi trường chung thoáng đãng. Các khối nhà quay lại thành các nhóm ở với khoảng cách hợp lý về không gian, với hướng nhà phù hợp nhằm tận dụng tối đa các điều kiện thông thoáng và chiếu sáng. Từng nhóm nhà được bố trí hợp lý để hình thành những không gian đóng và mở nhằm tách biệt giao thông phương tiện và bộ hành. Các khu dân cư đều có những lối ra vào hợp lý nhằm đảm bảo giao thông và an ninh chung. Các đường chính, đường dẫn trong khu ở đều chú ý đến yếu tố sử dụng và cả cảnh quan gọn gàng. Điều này giúp tạo nên ấn tượng của một khu quy hoạch mới, tiêu chuẩn. Dọc theo các trục đường chính là các dãy kiosk, nơi cung cấp các dịch vụ tiện ích chính cho toàn khu. Ta có thể cảm nhận được hình dáng một khu dân cư mới, hiện đại, xứng đáng với tầm vóc của một thành phố công nghiệp. Nó đại diện cho quá trình đô thị hóa mạnh mẽ của Bình Dương, từ sự đóng góp trực tiếp trong việc ổn định an sinh xã hội và đảm bảo định cư lâu dài cho một nguồn nhân lực lớn. Các điểm ra vào đều có thể được tổ chức để kiểm soát, đảm bảo giao thông và an toàn chung. Các khu nhà để xe phục vụ đầy đủ nhu cầu cho người dân trong khu ở cũng như khách đến thăm. Hình thức kiến trúc cũng đơn giản, linh hoạt và hài hòa với hình ảnh chung của toàn khu. Khoảng cách giữa các khối nhà được đảm bảo theo tiêu chuẩn quy hoạch. Các lối lên xuống, cầu thang chung cũng dễ nhận biết, giúp cho người dân sử dụng thuận tiện. Khối nhà điển hình được nghiên cứu rất chi tiết về công năng sử dụng và hình thức thẩm mỹ. Hình ảnh đơn giản, hiện đại, phù hợp với bộ mặt đô thị mới của Bình Dương. Những tiện ích quan trọng như nhà trẻ, mẫu giáo, cộng với các cửa hàng nhỏ, căng tin, cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho cư dân trong và ngoài khu vực. Đây cũng là những chức năng quan trọng nhằm giúp ổn định cuộc sống cho cư dân và đồng thời tạo thêm công ăn việc làm cho xã hội. Các khuôn viên xanh thoáng đãng là nơi an toàn cho trẻ em vui chơi, cho người đi dạo. Một trong những không gian sinh hoạt cộng đồng không thể thiếu cho một khu ở. Hành lang chung dẫn tới các căn hộ, đảm bảo an toàn về chiếu sáng, phòng cháy chữa cháy. Không gian nội thất gọn gàng và được tận dụng từng cm vuông. Mỗi căn hộ đều đảm bảo thông gió và chiếu sáng tự nhiên. Thiết kế linh hoạt cho phép sự biến đổi không gian trong sử dụng. Các căn hộ có thể được tổ hợp thành các căn hộ lớn hơn, phù hợp với điều kiện kinh tế của từng hộ gia đình. Thiết kế hợp lý cùng với sự trợ giúp của công nghệ xây dựng mới sẽ đảm bảo sự linh hoạt tối đa trong quá trình sử dụng. Phát triển nhà ở xã hội sẽ cùng một lúc giải được nhiều bài toán cho Bình Dương, là phát triển mạnh mẽ đô thị, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, là tạo lập một môi trường phát triển ổn định cho nhà đầu tư, bắt đầu từ việc ổn định nguồn nhân lực, là điều kiện để thu hút được nguồn vốn đầu tư to lớn từ chính đông đảo người lao động đến sinh sống và làm việc tại Bình Dương, là khẳng định mình để thu hút nguồn tài chính lớn đầu tư vào phát triển bất động sản và các lĩnh vực khác, là lý do cho những trường đại học, bệnh viện, trường học, công viên, nhà trẻ, khu vui chơi giải trí. Đó là Bình Dương của 5 đến 7 triệu dân trong vài thập niên tới. Dự án nhà ở an sinh xã hội BKMEX với xuất phát điểm là một căn hộ nhỏ nhưng lại có ảnh hưởng vĩ mô to lớn nếu chúng ta đi đúng hướng và quyết liệt. Chúng ta phải bắt đầu ngay bước đi quan trọng này
vì một Bình Dương bền vững, đầy sức sống của ngày mai.